Thừa sỏ. Thừa 4 con này. Thừa 3 con này. Vẫn còn nhãn đấy à? Thì bảo làm vừa thôi nhá mẹ, năm nay tàu tung đã làm đến đâu có xuất luôn đi không? Hay là vẫn nghe chúng nó là chuẩn tay gì tiền như thế nào? Ở ngoài thế nó mới làm được cái con đường du lịch hay là bao nhiêu mét treo đẹp trong đồng nguy à? Trời ạ! Việt Nam mình các bố bị mất mấy cái hợp cái gì thùng cám thôi, thùng bát này không chất lượng mà còn lợi thế là cám nó bán tán lắm, các bố mà không ăn cám của nó. Cái mèo này của nó đánh cái khủng cái tưới ép hơi ra đấy rồi nghe ra cái gì.
hơi bóp nó vào, không đánh là nó cụt đấy. Thế là cái suy luận của em về cái dơ nghe nó đúng chưa? Đúng cái gì? Cô bảo là đúng. Khi dơ nghe nóng thì đèn sáng, khi dơ nghe tắt thì đèn nó tắt.
đây.